lính đến điều tiết, chúng ta thấy đó. Đây là cú pháp điều tiết. Em ơi có bao nhiêu có nỗi đơn cuộc đời, ai người đang đầu cũng cứ nó bao lâu, ai người đang sao ngoài trời, ai người đang muốn là bao. Và những cái xe bay chúng ta khi phim chúng ta biết. À, đó là cú pháp. Bây giờ đến em thì phút. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần điểm theo. Em ơi có bao nhiêu đã mười năm cuộc đời, ai mời năm đầu em tưởng không bao lòng, ai mười năm sau. Chúng ta có hai cách điểm. Một cách điểm thứ nhất là chúng ta đánh theo và thứ nhì đánh cái cú pháp, và thứ nhì là chúng ta đánh giai điệu theo. Chúng ta phải lưu ý cái đó. Và khi hoàn phân chúng ta kéo, đây là cái cú pháp của thằng Tuyết. Cái này là phiêu. Cái là phiêu. Phần 2. Thank you.